hai mọi người ha, mình hướng dẫn cho mọi người sử dụng server TOS 443. Thì đầu tiên chắc chắn là mọi người phải có V2 Ray rồi. Xong sau đó mọi người vào cài đặt ha. Cho phép hiển thị tốc độ mạng là mọi người bật lên. Cái tính năng phát hiện luôn là mọi người nhớ phải tắt nha. Xong kế tiếp mọi người ấn cho phép kết nối từ mạng LAN nha. Và cho phép đặt lại bỏ qua xác minh chứng chỉ. Đối với bản tiếng Anh thì nó là on low TOS hoặc là on low gì đó mình không nhớ rõ nữa. Xong mọi người trở lại ha. Rồi, thì cái ạch gói cước. Ạch gói cước này thì mọi người ấn vào các gói đăng ký. Bấm dấu cộng ha, tên gói cước thì mọi người đặt gì cũng được, muốn về miễn phí. .aca gì đó, mọi người đặt gì cũng được. Xong mọi người quay lại ha. Sao chép liên kết của gói đăng ký nha. URL đăng ký. Xong sau đó mọi người đồng ý. Lúc này thì vẫn chưa hiện gói cước ở nha, cái này gói cước cũ rồi. Mọi người ấn vào, mọi người ấn cập nhật gói đăng ký, nó sẽ hiện ra gói cước. Đây, đây có server TLS 443 đây. Mọi người ấn vào, làm thêm một thao tác nữa là ấn vào cái bút này. Kéo xuống dưới cùng. Cái phần mà bỏ qua xác minh chứng chỉ nè. Đang là phone đó, mọi người phải bật lên là true. Thì mới sử dụng được cái server TLS 443 này. Rồi, mọi người nhấn đồng ý. Lưu lại thành công. Mọi người bật lên là sử dụng được cái server TLS 443 này. Cũng đơn giản chứ không khó. À, mà mình nói thêm ha, theo mình đánh giá là server TOS 43 này nó sẽ yếu hơn cái server cái bọt 80 này nè, là server bình thường này nè. Nhưng mà 43 nó có độ ổn định cao, với lại khi mọi người dùng một số app á, thì nó bắt buộc mọi người phải sử dụng cái hệ giao thức này thì nó mới cho cập nhật, nó mới cho sử dụng app. Nên là mình nghĩ cái 43 nó cũng có cái lợi của 43 nha.